Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu dòng đua Road mang thương hiệu Meria. Thương hiệu rất là nổi tiếng, dòng xe đạp đua trên toàn thế giới rồi. Và lần này model của xe là mẫu cao cấp Meria Lumper Reader 94. Và lần trước em có về được một mẫu xe Meria Reader 94 rồi. Và lần này em về thêm một chiếc nữa. Vâng. Và em bây giờ xin lại đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, đây là mẫu Meria đua cao cấp nhất hiện trong thời điểm hiện tại, dòng Meria Lumper Reader 94 mà em đã từng review qua những cái video trước, thì vẫn là cái tông màu nổi bật, màu đen đỏ xanh trên khung xe. Đây là cái màu khá là phổ biến của mẫu Meria Lumper Reader 94 này. Đây là một mẫu xe cao cấp của dòng đua Meria. Đua Meria Reader 94. Vâng, xe làm từ hợp kim, khung làm từ hợp kim nhôm. Đây là mẫu Reader 94 model, mẫu dòng của Meria cao cấp 53/2018. Hợp kim nhôm alloy aluminum, Meria aluminum AL6061. Các bác biết thì 6061 là hợp kim cao cấp của dòng kim loại siêu nhẹ rồi. Nhưng mà cái dòng AL này tức là nó là đời cao trên cả dòng 661, tức là nhẹ hơn dòng 661 nữa nhá. AL tức là cái mã số đằng sau của xe, của dòng hợp kim nhôm siêu nhẹ. Bác phải lên trên mạng để tìm hiểu thêm. Mẫu Meria Lumper Reader 94, bác phải lên trên mạng để tham khảo thêm về mẫu dòng mua Meria cao cấp này. Tem đỏ chính hãng của xe. Tổng thể xe thì qua trong quá trình sử dụng thì cũng tránh khỏi một vài vết xước sát, nhưng mà tổng thể xe em đoán khoảng tầm từ 85-90% xe. Xe còn rất là mới nhá. Tổng thể xe còn rất là đẹp. Đây là một mẫu Meria cao cấp mà bên em mới về đây, của dòng Meria. Ở bên dưới đây thì có cái bộ chống va đập xích nguyên bản cho xe. Đây, cái miếng nhựa đây, miếng chắn nhựa Conto Niter, biểu tượng hình chú ngựa ở bên dưới đây. Meria Reader 94. Đây là một dòng Meria cao cấp của dòng Road đua. Vâng, xe có thông số là size S các bác nhé. Center to top meter size, size S. Khi các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Và lần trước em có về một chiếc xe Meria dòng Reader 94 này rồi. Và bây giờ em về thêm một chiếc nữa. Cổ phốt của FSA, cổ phốt chính hãng của dòng thương hiệu Mỹ, rất là nổi tiếng. Ghi đông của Meria chính hãng. Phối màu rất là nổi bật các nhá. Đằng trước thì có biểu hiệu của logo của dòng Meria. Và xe được sử dụng cấu hình rất là khủng, được người chủ cũ nâng cấp thêm. Và theo em được biết thì cái cửa tại cửa hàng dòng đại Meria chính hãng của dòng Meria Reader 94 đó là Group xe Shimano Sora. Nhưng được người xe bên em mới về, được người chủ cũ nâng cấp thêm với đồ bộ đồ Shimano cao cấp 1.5. Đây, tay lắc 1.5, rất là cao cấp. Và bộ đồ lúc xe 1.5 này được người chủ cũ nâng cấp thêm. Còn nguyên bản theo xe là của nó là chính hãng là dòng Sora thôi. Mà bên tay phải em là B3 thực đĩa cũng của Shimano 1.5, tay lắc Shimano 1.5. Vâng, càng càng nhôm của chính hãng Meria.
gặp Mayer bạc đạn, Shimano chính hãng. Mayer bạc đạn đó nhá, chính hãng của Shimano. Vành hai lớp Shimano nguyên bản nó xe. Lốp trọc. Đây. Mayer bạc đạn này, Mayer bạc đạn chính hãng của Shimano. Mayer bạc đạn đó nhá. Vành hai lớp, vành nhôm hai lớp nguyên bản đeo xe. Lốp Contonator chính hãng nguyên bản đeo xe. Lốp Contonator đây bác nhìn này, lốp rất là thương hiệu, rất nổi tiếng về dòng xe điện đạp đua rồi. Đây hình con ngựa Contonator. Kích thước lốp là kích thước lốp là 23 mm. Lốp chọc. Phanh 3 mảnh chính hãng của Meridia nguyên bản trong xe. Đùi đĩa nhôm chính hãng của Shimano. Bearing CMC, đúc CMC. Bearing nhôm cũng nhá, của Wego. Bearing bi vòng. Rất là thương hiệu, rất là nổi tiếng. Ủ đà được người chủ cũng nâng cấp thêm là của Shimano 1.5. Và đằng sau em là Mayer bạc đạn chính hãng của Shimano. Bạc đạn may hoặc đạn, vành chính hãng cũng của Shimano. Xe được trang bị với mười tầng lip nguyên bản chính hãng của Shimano. Lip và xích còn rất là mới các nhé, có thể thấy rõ ấy. Và chiếc xe Meridia đua dòng cao cấp của Meridia Reader Ultra 94 này được người chủ cũ nâng cấp thêm, đó là cặp tay lắc group tay lắc và củ đề Shimano 1.5. Nguyên bản theo xe này thì nó là về đồ của nó, đồ Sora, nhưng được người chủ cũ nâng cấp thêm là đồ 1.5 đó nhé. Các bạn có thể lên trên mạng để tham khảo tìm hiểu thêm về cái mẫu Meridia Reader Model 94 để biết thêm về cấu hình của xe nguyên bản. Đằng sau cũng sử dụng cặp phanh 3 mảnh của chính hãng của Meridia, yên của Meridia. Và bên trên yên này thì có cái lớp lớp lót yên này. Các bác đi mưa gió. Đây là yên bên trong xe. Nguyên bản theo xe cũng là của yên Meridia. Đấy. Duy nhất có một vết sần nhỏ ở dưới xe yên này. Còn đâu là yên nguyên bản mà được bọc bởi cái lót yên ở đằng trước đây. Lót yên nguyên bản theo xe nó về nó nhào nó như vậy. Lốp đằng sau cũng là lốp chọc luôn nhá. Xe được trang bị với 10 tầng lip rất là khủng của củ đề Shimano 1.5. 10 tầng lip và 2 tầng đĩa nhôm chính hãng của Shimano. Và bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe. Và bây giờ là chi tiết hoạt động của xe đây. Xe được sử dụng với củ đề Shimano 1.5, 10 tầng lip rất là mới, lên lip đây. Chuyển động rất là mượt mà các nhá. Và xuống lip Shimano 1.5. Vâng. Và bên này là 2 tầng đĩa, 4 đĩa. Rồi lên đĩa. Và hầu như là xe hoạt động không một lỗ chi tiết nhỏ nào cả. Vâng, em vừa đánh giá xong tổng thể chiếc xe đua cao cấp mang thương hiệu Meridia Reader Lampere 94. Vâng, xe được trang bị với cấu hình rất là khủng, đồ Shimano 1.5 và cặp vành nguyên bản theo nguyên bản Shimano chính hãng bạc đạn. Có giá rất tốt bên em là 11.500.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943. Hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo các kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.